Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Giật. Tập 40. Chương 391: Tà ma lộng hành. Hoàng huynh, Đại Tống ta mới lập quốc chưa lâu, dân chúng còn chưa biết kính úy với luật pháp. Hiện là lúc phải chấp pháp nghiêm ngặt, bất kể là ai, phạm vào luật là phải theo luật mà xử. Huống hồ vừa trải qua chiến loạn liên miên, giết chóc đã quá nhiều, huynh sau khi đăng cơ thi hành nhân chính, hình luật khoan dung, bây giờ xử nặng ngoài pháp luật lại là tội chết. Để e là khiến người khác nhìn vào xem nhẹ vương pháp, ấy là đại hại. Triệu Đình Mỹ nói rất đàng hoàng, Triệu Quang Nghĩa nghĩ lại rồi gật gù, không nên dùng hình luật giết Lý Dục, dù sao thân phận tên đó mẫn cảm. Tội chưa đáng chết mà gán hắn tội chết, đại thần trong triều sẽ không đồng ý. Hoàng vị ngồi chưa vững, không thể để những kẻ bất mãn có cớ chỉ trích. Xử phạt Lưu Đày trước, để hắn tới biên ải phục dịch, sau này muốn giết cũng thế mà thôi. Triệu Quang Nghĩa tán đồng, đệ nói có lý lắm, đệ là phủ Doãn Khai Phong, án này do đệ quản, theo luật mà xử. Tuân chỉ. Triệu Đình Mỹ thầm thở phào, đầy đi lĩnh nam, hắn vốn là người Giang Nam, tới đó cũng dễ quen, vậy là trẫm khai ân rồi. Triệu Quang Nghĩa khó chịu nói, lĩnh nam và Giang Nam, hai nơi đều có chữ nam, nhưng một cái thì là nơi giàu có chủ phú, khí hậu ôn hòa. Còn một nơi là vùng man hoang rừng thiêng nước độc, xưa nay luôn là nơi khiến người ta nghe danh đã sợ hãi, rõ ràng là quan gia muốn giày vò hắn. Nhưng Hoàng đế hạ chỉ phù hợp với hình luật, Triệu Đình Mỹ chỉ có thể tuân lệnh. Triệu Quang Nghĩa cảm thấy chưa đủ, không rõ lý do gì, ông ta cực độ ác cảm với Lý Dục, nói Lý Dục thân là Lũng Tây Công, đáng lẽ phải làm gương tuân thủ hình luật, vậy mà vì một chuyện nhỏ mà giết chết tiểu thiếp, đã thế còn có ý đồ giấu giếm, thực sự làm người người căm phẫn. Để đem vụ án này đưa vào công văn truyền khắp nơi, để bách tính và văn võ đều biết, dù là bậc công hầu mà phạm pháp, cũng sẽ bị nghiêm trừng. Hoàng huynh thánh minh, chỉ cần rời kinh thành, xa khỏi tầm mắt ca ca mình, Triệu Đình Mỹ tin Lý Dục sẽ bị lãng quên rồi an toàn thôi, an bài xong chuyện này. Triệu Quang Nghĩa thấy thỏa mãn một chút, đột nhiên nhớ ra, phải rồi, Lý Dục Lưu Đày, Trịnh Quốc phu nhân thì sao? Triệu Đình Mỹ chắp tay, dựa theo thông lệ, quan viên triều đình bị phán Lưu Đày xung quân, gia quyến cũng sẽ đi theo. Lý Dục giết người, không phải tội liên đới toàn gia, Trịnh Quốc phu nhân có phong hiệu, sao có thể cùng hắn tới lĩnh nam được? Huống hồ nàng đang bị bệnh, cứ để thiếp thất khác đi cùng Lý Dục là đủ, để nàng ở lại kinh thành trị bệnh, kiếm nơi ổn thỏa an bài là được. Trịnh Quốc phu nhân cùng phu nhân Trác thị của Lãnh Thông phán rất hợp duyên, sau khi nàng bị bệnh nặng, thường xuyên thần trí thất thường. Được Lý Dục đưa tới Lãnh gia nhờ chiếu cố ạ, cũng may nhờ thế, nếu không hôm trước Lý Dục giết người đã hại đến nàng. Thần đệ thấy để nàng ở lại Lãnh phủ cũng không, sao? Triệu Quang Nghĩa đã biết việc này, Lãnh Nghệ là người của ông ta, sau này muốn gọi Tiểu Chu hậu tới lúc nào chỉ cần một câu. Chẳng phải nghĩ cớ nọ cớ kia, lời này hợp ý ông ta, được, cứ vậy mà làm, phải rồi, Lưu Đày sẽ xét nhà tịch thu gia sản phải không? Vâng, được, thu lại Lũng Tây Công phủ, tài sản riêng của Lý Dục không cần tịch thu nữa, một phần để hắn tới nơi Lưu Đày dùng, còn lại thưởng cho Lãnh Nghệ, coi như chi phí chiếu cố Trịnh Quốc phu nhân. Triệu Đình Mỹ nịnh, Hoàng huynh an bài thật vô cùng thỏa đáng, hợp tình hợp lý. Hai người tán gẫy vài câu, Triệu Đình Mỹ cáo tử. Triệu Đình Mỹ vừa đi, Vương Kế Ân lại vào bẩm báo, Trương Thiên Sư đã tới. Triệu Quang Nghĩa mừng lắm, vội cho triệu kiến. Vị Trương Thiên Sư này là con cháu của Trương Lăng, người sáng lập đạo giáo Thiên Sư thời Đông Hán, đạo pháp vang danh Nam Bắc. Triệu Quang Nghĩa cũng thường mời ông ta vào cung luận đạo, lần trước sự kiện hổ gầm không truy ra được chút manh mối nào. Không khỏi làm người ta nghĩ tới thứ tà ma, thế nên mới mời Trương Thiên Sư tới thi pháp trừ tà. Trương Thiên Sư tuổi ngoài 50 nhưng râu tóc bạc trắng, đạo bào phiêu hốt, tay cầm phất trần, vóc người cao lớn, ánh mắt dập dờn, mang uy nghiêm làm người ta sợ hãi, bần đạo tham kiến quan gia. Triệu Quang Nghĩa phẩy ống tay áo, ban ngồi, được ngồi trước mặt hoàng đế nói chuyện không có mấy, vị Trương Thiên Sư này là một trong số đó, cho thấy địa vị ông ta ra sao. Cung nữ mang ghế tới, tạ ơn ngồi xuống rất tự nhiên. Vương Kế Ân đuổi hết thái giám cung nữ ra, trong đại điện liền chỉ còn ba người.
Triệu Quang Nghĩa để bụng chuyện này mấy ngày rồi, nói hôm nay mời thiên sư tới là vì trong nội đình xảy ra chuyện lạ. Mấy ngày trước trẫm tới khu rừng nhỏ phía đông bắc Ngự Hoa Viên tản bộ, không ngờ nghe thấy tiếng hổ gầm. Mà nơi đó cách tòa hổ sơn trong cung rất xa, không thể truyền tới được. Trẫm nghe rất rõ ràng, không chỉ một lần, vậy mà tra hỏi nhiều lần, hổ trong hổ sơn không thoát ra, trên tuyết cũng không có chân hổ, thật kỳ quái. Trương thiên sư vuốt chòm râu trắng, liệu có người dùng khẩu kỹ giả tiếng hổ chăng? Chuyện này trẫm cũng tra rồi, trong nội đình không ai biết, hơn nữa tiếng hổ gầm không chỉ rất thật, mà còn do nhiều con hổ phát ra, một người không làm được. Ngoài ra khi trẫm đi tản bộ thì xung quanh trừ ba thị vệ thiếp thân và Vương Kế Ân ra không có ai ở gần, nên không thể do người làm. Ý quan gia là, nội đình khả năng có tà ma tác quái sao? Đúng là thế, cho nên mới mời thiên sư tới rừng cây đó xem thế nào. Triệu Quang Nghĩa gật đầu, ra hiệu Trương thiên sư tới gần, ông ta không yếu bóng vía tới mức vì một tiếng hổ gầm mà mất ăn mất ngủ, thực ra có chuyện đáng ngại hơn nhiều. Ngoài ra còn chuyện lạ nữa, làm trẫm bất an, sau chuyện đó trẫm sủng hạnh phi tần, không được như ý. Trương thiên sư hiểu ý, quan gia yên tâm, nếu là tà ma tác quái, chỉ cần trừ đi, chuyện này cũng theo đó mà được giải quyết thôi. Chương 392, bế tắc và bất lực, 1. Chuyện liên quan tới lợi ích sát sườn, Triệu Quang Nghĩa đích thân khởi giá tới Ngự Hoa Viên. Mấy ngày qua trời chuyển ấm, tuyết đã tan không ít, trừ những chỗ khất bóng mặt trời còn thấp thoáng nhìn thấy mảng trắng da, nơi khác khôi phục nguyên mạo. Tuyết tan, gió lại càng thêm lạnh. Trương thiên sư tuy có tuổi, bước chân vẫn thoăn thoắt, tay cầm kính chiếu yêu bát quái, tay cầm chuông đồng đi vòng quanh rừng, lại từ rừng đi tới hồ sơn. Rung chuông quanh hồ sơn quay về, nhìn cánh rừng trước ngọn giả sơn lớn phát ra tiếng rú rít rợn người, ông ta trầm giọng nói, quả nhiên là yêu khí tràn ngập. Triệu Quang Nghĩa sầm mặt, hoàng cung của trẫm, sao lại có yêu khí được? Quan gia, chúng là hổ yêu, do oán khí tích tụ trên người mãnh hổ ở hồ sơn tạo thành. Ý thiên sư nói, đám hổ ở hồ sơn đã thành tinh rồi sao? Trương thiên sư mặt rất nghiêm trọng, không phải chúng thành tinh, mà là có quỷ tà ở khu rừng này không đi, mười mấy con hổ tới gặp hồn phách đó mà giống lên. Triệu Quang Nghĩa tái mặt không còn nghĩa ngờ gì nữa, chuyện là Mạnh Xưởng được ca ca hắn Triệu Khuông dẫn triệu vào cung. Sau đó hạ độc vào rượu, Mạnh Xưởng trên đường về có lẽ độc phát tác, thần chí mơ hồ đi lạc, cuối cùng là chết trong khu rừng đó. Chuyện này không mấy người biết, vì sau đó Mạnh Xưởng được đưa về phủ, nói chết trong phủ. Hôm đó Triệu Quang Nghĩa gọi Tiểu Chu Hậu tới đây cũng là vì tìm kích thích ở chỗ Mạnh Xưởng chết, không ngờ trong rừng còn quỷ hồn của Mạnh Xưởng. Đàn hổ kia do Mạnh Xưởng nuôi, quỷ hồn thức tỉnh, bọn chúng tới gặp chủ nhân, gầm giống dọa mình. Nghĩ tới đó Triệu Quang Nghĩa cũng tự lý giải vì sao thời gian qua mình hành phong được. Nhất định là do quỷ hồn của Mạnh Xưởng biết mình thèm khát phu nhân hắn, nên giở trò, làm long căn của ông ta không dựng lên được. Trương thiên sư tuy miệng làm nhảm không ngừng, tay lắc chuông tay múa gương chiếu yêu, khóe mắt chưa từng rời mặt ông ta. Thấy sắc mặt Triệu Quang Nghĩa biến đổi liền hiểu ngay mình đã nói đúng, lòng có tính toán, quan gia không cần lo, bần đạo thi pháp thu thấp thứ quỷ hồn này. Nói rồi lập tức cho bày tế đàn ở trong rừng, Trương thiên sư tắm rửa thay y phục, thắp hương đốt giấy, tay cầm kiếm đàn mộc, chân đạp thất tinh, miệng niệm chú, đông chém một kiếm, tây đâm một kiếm. Chẳng bao lâu trên thanh kiếm bỗng dưng xuất hiện máu tươi, Triệu Quang Nghĩa và Vương Kế Ân há hốc mồm kinh hãi. Trận pháp sự này kéo dài tận một canh giờ, Trương thiên sư tóc tai xõa sợi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tựa như vừa trải qua một trận quyết chiến ngặt nghèo. Kiếm mộc đào trong tay cũng đã thấm đẫm máu tươi, lảo đảo đi tới trước mặt Triệu Quang Nghĩa, quỷ hồn vô cùng hùng mạnh, may có uy của bệ hạ trấn nhiếp, làm nó không thể dùng hết uy lực, bần đạo mới may mắn tống tiễn nó xuống 18 tầng địa ngục, quan gia có thể kê cao gối ngủ. Kỹ rồi, nói xong phun ra một ngụm máu như sương mù, ngã gục. Triệu Quang Nghĩa vội sai người gọi thái y, Trương thiên sư nói không sao, chẳng qua kiệt sức, nghỉ vài ngày sẽ khỏe. Ông ta sai người lấy kiệu đưa Trương thiên sư về, đồng thời thưởng lớn, lòng cũng thầm toát mồ hôi, dù gì Mạnh Xưởng cũng làm hoàng đế hơn 30 năm. Quỷ hồn hiển nhiên cũng hùng mạnh hơn người thường, may mà hôm nay trẫm cẩn thận đi theo, nếu không Trương thiên sư cũng bại rồi. Nghĩ như thế trong lòng không khỏi kiêu ngạo. Quỷ hồn đã được diệt trừ rồi, Triệu Quang Nghĩa nóng thử hiệu quả, liền chẳng kể ngày đêm.
Về tới tẩm cung, chỉ mấy cung nữ hầu hạ bên ngoài, bước thẳng vào phòng ngủ, mấy đứa các ngươi vào đây. Mấy cung nữ mừng rỡ, rối rít đi theo. Hoàng đế thích mỹ sắc, toàn bộ nữ tử trong cung đều biết, ông ta đôi khi nổi hứng sủng hạnh cung nữ. Tuy đa phần cung nữ đó chỉ được chút ban thưởng, song có một ít may mắn thăng lên làm mỹ nhân, tiệp dư, uyển nhi. Đám cung nữ chẳng dám mơ mình có số mệnh đó, chỉ mong được quan gia lâm hạnh, làm thị ngự cấp kém nhất thoát phận cung nữ cũng là vinh quang rồi. Vương Kế Ân cũng vì thế mà ngầm mời cao thủ phòng the, huấn luyện đám cung nữ, nguyên do là hoàng hậu, phi tử đều là hậu đại danh môn, từ nhỏ học lễ nghi phép tắc, giữ vững phụ đạo. Khi cùng Triệu Quang Nghĩa hành phòng không khác gì khúc gỗ, sợ bị coi là dâm loạn, không dám lộ ra chút sung sướng nào, đừng nói tới chủ động hầu hạ hoàng đế. Cho nên Vương Kế Ân bồi dưỡng đám cung nữ mua vui cho hoàng đế, tất nhiên thông qua những cung nữ đắc sủng đó, gây dựng thế lực của mình. Mấy cung nữ này phục vụ ở tẩm cung có khả năng được hoàng đế lâm hạnh nhất, tuy ai cũng là hoàng hoa khuê nữ, nhưng kỹ thuật thành thạo lắm rồi. Bình thường không có gì để nói, Vương Kế Ân 10 phần tự tin vào đám cung nữ thân tín này, nhưng thời gian qua chuyện phòng sự của quan gia không ổn, nên hắn hơi bất an. Lần này lo lắng đúng rồi, một lúc sau mấy cung nữ kêu thảm bay khỏi long sàng, ngã xuống đất rên rỉ. Vương Kế Ân ở ngoài chờ đợi, nghe tiếng cung nữ hét thảm, không chỉ có một người, hắn giật nảy mình, từ gian ngoài đi vào, chỉ thấy quan gia đứng trên giường đùng đùng nổi giận. Mắt liếc nhanh qua long căn héo rũ, vội nói, quan gia đừng vội, Trương Thiên Sư mới làm phép, quỷ hồn vừa đi, giống như người ốm mới khỏe, nên từ từ. Từ từ cái gì nữa? Triệu Quang Nghĩa nổi trận lôi đình, đám cung nữ hì hụi nãy giờ không làm long căn của ông ta dựng lên, phế vật, toàn một lũ phế vật. Đám cung nữ toàn thân trần truồng bò dậy, quỳ xuống thỉnh tội, Vương Kế Ân sợ để cơn giận của quan gia tiếp tục thế này, e xử phạt đám cung nữ mà mình tốn công bồi dưỡng. Tổn thất không nhỏ, đầu óc tính toán cực nhanh, quan gia, hay là lấy bức tranh Trịnh Quốc phu nhân mà lãnh đại nhân vẽ để trợ hứng. Được, lấy trẫm xem thử. Triệu Quang Nghĩa hết cách đành nói. Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 393, Bế tắc và bất lực, 2. Thứ này Triệu Quang Nghĩa luôn mang trên người để có thể xem bất kỳ lúc nào. Vương Kế Ân vội lấy di động của lãnh nghệ ra, đưa cho Triệu Quang Nghĩa. Ở màn hình khóa chính là dung mạo tuyệt sắc của Tiểu Chu Hậu, chính là bức tranh ông ta thích nhất, nàng tay bám vào thân cây, lưng uốn cong, đầu hơi quay lại nhìn ông ta đầy vẻ dâm mị. Bức tranh Hoa Nhị Phu Nhân tuy đẹp, nhưng lúc đó nàng mặc đạo bào kín đáo, ông ta vẫn thích bức tranh thể hiện hùng uy này của mình hơn. Lại nghĩ tới hôm đó trong rừng, nàng bị mình giày vò sợ hãi trần truồng chạy loạn lên, hưng phấn khác thường. Lên rồi, con tằm nhỏ như tỉnh mộng nhấc đầu lên, Triệu Quang Nghĩa mừng rỡ gọi mấy cung nữ, mau mau, lên đây. Mấy cung nữ kia thậm chí nghĩ tới bị lôi ra xử tử rồi, ai ngờ xoay chuyển bất ngờ như vậy, tranh nhau bỏ lên long sàng. Triệu Quang Nghĩa nửa nằm nửa ngồi, tay cầm di động nhìn Tiểu Chu Hậu, tưởng tượng đám cung nữ kia chính là nàng, hùng phong hừng hực. Đám cung nữ kia chưa chính thức giao hoan đã rên rỉ loạn lên như đám mèo cái động đực, càng nghe càng kích thích. Ngươi, Triệu Quang Nghĩa chỉ một cung nữ, định bảo nàng tiến lên cùng mình hoan ái, đột nhiên di động trong tay tối thui. Không thấy gì nữa, lật đi lật lại, sơ soạng hết cơ quan trên khung gỗ cũng không tác dụng gì, ông ta nổi giận, thế này là sao? Vương Kế Ân chạy tới xem, hiểu ra, lãnh đại nhân từng nói, thứ công cụ vẽ này, 3 ngày phải nhuộm một lần, nếu không tranh sẽ phai sắc, không giam được nữa. Mấy ngày qua quan gia bận rộn, ngài ấy có vào không gặp được quan gia để lấy công cụ vẽ nhuộm lại cho nên. Không còn tranh nữa, lại chẳng kịp gọi lãnh nghệ vào cung, lửa cháy ngang mày rồi, Triệu Quang Nghĩa đành nhắm mắt tưởng tượng, rốt cuộc hì hục được một lúc, chưa tận hứng thì hết vốn. Ông ta nằm đè lên cung nữ kia thở hổn hển, chẳng lẽ không có tranh lõa thể của Tiểu Chu Hậu thì sau này hành phòng cũng không xong à? Sao lại thành ra thế này? Vì thế hôm sau mới sáng sớm đã có thái giám tới lãnh phủ, Triệu Y vào cung gấp. Lãnh nghệ hết sức bất an không rõ phát sinh chuyện gì, không biết có phải ông ta nghĩ ra trò biến thái nào lại muốn mình vẽ tranh không. Hy vọng là không phải, vì y cực kỳ căm ghét chuyện này, muốn thoát khỏi nó mà không biết phải làm sao. Y chỉ là một cảnh sát thôi, trừ phá án hơn người, cùng thân thủ rèn luyện chính quy ngặt nghèo không tệ,
ngoài ra thì chẳng có gì hơn được người thời đại này. Vì thế thời gian qua tâm trạng Lãnh Nghệ rất kém, cảm thấy cuộc sống bế tắc và bất lực, cứ kéo dài thế này, y sợ một ngày mình không chịu nổi. Đồng thời thầm hy vọng là có tin tức liên quan tới Kim Quỹ Chi Minh để mình có thể thoát thân. Đến khi gặp Triệu Quang Nghĩa thì chỉ thấy ông ta, mặt mày mỏi mệt, bọng mắt thâm đen, hai mắt vô thần nhưng đầy tơ máu, môi cũng xuất hiện vết rộp, hoàn toàn khác hình ảnh mạnh mẽ thường ngày. Thế này không có chuyện gì hay ho rồi. Vương Kế Ân đưa di động cho Lãnh Nghệ, Lãnh đại nhân, tranh của ngài mất màu rồi, mau nhuộm lại đi, quan gia đang cần. Lãnh Nghệ có chút hoài nghi, dù Triệu Quang Nghĩa có muốn xem tranh tới mấy thì cũng không tới mức sáng sớm triệu mình vào cung chứ. Tất nhiên bề ngoài không dám lộ ra chút nào, nói, thần cần một canh giờ, một mình nhuộm màu. Được, trẫm đã an bài cho ngươi một viện tử độc lập, không ai quấy nhiễu ngươi, Triệu Quang Nghĩa tinh thần rất kém, Trịnh Quốc phu nhân sao rồi? Dạ, hôm qua Tề Vương tới truyền khẩu dụ của quan gia, biết Lũng Tây Công đã nhập ngục, Trịnh Quốc phu nhân vô cùng thương tâm, khóc suốt một ngày. Lãnh Nghệ lòng e sợ, sợ Triệu Quang Nghĩa triệu nàng vào cung, Triệu Quang Nghĩa nghe Tiểu Chu hậu vì trưởng phu nhập ngục mà thương tâm. Chẳng có chút thương hại nào, còn hưng phấn, nghĩ lúc nàng khóc lóc mà cưỡng bức, hẳn càng có tư vị. Đêm qua chỉ vẻn vẹn nhìn ảnh của nàng mà đã có thể hoàn thành phòng sự, nếu trực tiếp lâm hạnh nàng, hẳn có thể khôi phục lại như xưa. Nghĩ thế Triệu Quang Nghĩa bảo Vương Kế Ân đưa Trịnh Quốc phu nhân vào cung, trẫm an ủi một phen. Nàng đã thành như thế rồi mà còn chưa thoát sao, rốt cuộc người này còn chút nhân tính nào không? Lãnh Nghệ phải dùng hết khả năng kiềm chế mới không khiến khuôn mặt mình có gì thay đổi, dù vậy giọng không tránh khỏi lớn lên đôi chút. Bẩm quan gia, Trịnh Quốc phu nhân hiện giờ cực độ bi thương, đã có dấu hiệu phát bệnh, thần chỉ lo nàng diện thánh sẽ đột nhiên phát tác. Hoa thần y nói, bệnh này một khi phát ra thì phải từ từ đợi khôi phục, hơn nữa mỗi lần phát tác là bệnh lại nặng hơn, cuối cùng không thể trị được. Quan trọng hơn, lỡ chẳng may nàng điên cuồng không đúng lúc làm bị thương quan gia thì không hay. Triệu Quang Nghĩa đâu bận tâm tình hình Tiểu Chu hậu, nếu là lúc khác ông ta có thể đợi nàng khỏe lại, bây giờ đang sốt ruột, chỉ cần nàng còn một hơi thở là được rồi. Một nữ tử yếu nhược làm gì được trẫm? Nhớ năm xưa trẫm tắm máu chiến đấu trong thiên quân vạn mã mà không sứt mẻ một sợi tóc nữa kìa. Kế Ân, đưa Trịnh Quốc phu nhân cho trẫm. Lãnh Ái Khanh, nhuộm dụng cụ vẽ của Khanh đi, Khanh sắp phải dùng tới rồi đó. Lãnh Nghệ cúi đầu vâng một tiếng, che giấu lửa giận rực lên trong mắt đã không cách nào kiềm chế. Vương Kế Ân trước tiên dẫn Lãnh Nghệ tới một viện tử độc lập, không rộng, bên trong không rộng nhưng phân chia tiền sảnh hậu sảnh, ở tiền sảnh có mấy cung nữ xinh đẹp hầu hạ, hậu sảnh không có ai. Lãnh đại nhân, nơi này đã có đầy đủ thuốc nhuộm tốt nhất rồi, nếu còn cần thêm cứ nói, còn nữa, sau này bình thường tiến cung, đại nhân có thể tới nơi này nghỉ ngơi. Sau khi nhuộm xong thì tới khu rừng lần trước đợi. Đa tạ, Lãnh Nghệ chắp tay nói xong kéo Vương Kế Ân sang một bên, hạ thấp giọng sợ hãi hỏi, ca ca, đệ có chút bất an, không hiểu sao quan gia lại gấp gáp như thế. Hiện giờ Trịnh Quốc phu nhân được quan gia hạ chỉ giao cho đệ chăm sóc. Nếu nàng có bề gì, đệ sao thoát trách nhiệm, mà nếu quan gia làm sao, tội đệ càng lớn, mà nàng lại đang không bình thường. Chuyện này để không yên, sợ không làm tốt được. Lý do rất hợp lý, Vương Kế Ân không nghi ngờ gì, nói thật nhỏ, hiền đệ, nói thật với đệ. Quan gia hôm nay muốn triệu kiến Trịnh Quốc phu nhân là vì thời gian qua gặp phải chuyện phiền toái, chỉ nàng mới giải quyết được. Lãnh Nghệ càng không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì thì đừng hỏi, tóm lại hôm nay nhất định phải làm thật tốt, tốt hơn cả thường ngày. Vương Kế Ân vỗ vai Lãnh Nghệ, phải chọn đúng lúc Trịnh Quốc phu nhân bị quan gia giày vò thảm nhất, lúc nàng hoảng sợ nhất, đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, khắc họa vào tranh. Quan gia thích nhất xem cái đó, rõ chưa? Chương 394, Long Châu. Vương Kế Ân an bài mọi thứ xong xuôi thì quay về đại điện, đợi chừng một canh giờ, đủ cho Lãnh Nghệ nhuộm màu xong cho công cụ vẽ của y mới đi đánh thức Triệu Quang Nghĩa vừa mới chợp mắt lấy sức. Hớn hở báo tin mừng, quan gia, Trịnh Quốc phu nhân đã tới rồi, đang đợi ở bên ngoài ạ. Triệu Quang Nghĩa nghe vậy tỉnh ngủ ngay, nhưng lần này ông ta cẩn thận hơn trước nhiều, phái đám thị vệ Long Huynh dẫn người đi ra xét xung quanh một lượt, đảm bảo không có bất kỳ một ai ở đó. Đồng thời sai Vương Kế Ân bố trí thái giám cung nữ bao vây quanh khu rừng nhỏ kia, đề phòng vạn nhất. Bố trí xong xuôi tất cả,
Triệu Quang Nghĩa nóng lòng đi tới chốn cũ, đến bên một hòn giả sơn lớn, hỏi nhỏ, Lãnh Ái Khanh, Khanh ở trong đó chứ? Bên trong giả sơn truyền ra giọng Lãnh Nghệ, thần ở đây ạ. Triệu Quang Nghĩa nhìn trước mắt một bên là mê cung giả sơn đá núi nhấp nhô. Bên là rừng cây rậm rạp, giữa ban ngay gió phát ra tiếng rít sởn gai ốc, so với hôm đó chỉ thiếu chút tuyết trắng làm nền, lần này phải vẽ cho tốt nhé. Thần hiểu. Giọng Lãnh Nghệ khô khốc, Triệu Quang Nghĩa đang hưng phấn không nhận ra, lại tiếp tục dặn, đợi lát nữa xảy ra chuyện gì cũng đừng quá ngạc nhiên đấy, không cần quan tâm, chỉ cần làm việc của Khanh thôi, hiểu chưa? Thần hiểu. Lúc này từ xa xa truyền tới giọng Vương Kế Ân, quan gia, Trịnh Quốc phu nhân tới rồi. Triệu Quang Nghĩa tức thì quay ngay lại, vài ngày không gặp, tiểu Chu hậu gầy đi rất nhiều, vốn gương mặt trứng ngỗng, giờ cằm càng nhọn. Hốc mắt hõm vào, đôi mắt càng giống hồ ly tinh, lại còn sưng đỏ, hiển nhiên là thời gian qua nàng sống trong nước mắt. Bộ dạng đáng thương đó không làm Triệu Quang Nghĩa động lòng, chỉ khiến ông ta thêm phấn khích bước thẳng tới. Tiểu Chu hậu vừa thấy ông ta thì nước mắt lưng tròng, vừa lùi lại vừa cầu xin, quan gia. Xin ngài, đừng... Đừng như thế nữa, phu quân tiện thiếp đã vào ngục rồi, tiện thiếp không thể làm việc, có lỗi với chàng. Triệu Quang Nghĩa cảm giác long căn phía dưới đã có phản ứng, vui mừng hết mức, ngửa mặt cười dài. Yên tâm đi, trẫm đã cho người nói với phu quân ngươi, trẫm đón ngươi vào hoàng cung để an ủi rồi, ha 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 ha. Tiểu Chu hậu tuyệt vọng, nàng muốn tự sát kết thúc đau khổ này, nhưng lại sợ mình chết rồi khiến Triệu Quang Nghĩa trút hết giận dữ lên trượng phu. Đây thực sự là muốn sống không được, muốn chết không xong, ngài sao có thể làm thế chứ, ngài sát muối vào vết thương người ta. Trẫm muốn thế đấy, đợi ngày hắn bị đầy đi biên ải, trẫm sẽ triệu kiến hắn vào cung, lâm hạnh ngươi ngay trước mắt hắn. Không, cưỡng bức chứ, để cho hắn thấy thê tử của hắn dãy giụa rên rỉ dưới người trẫm ra sao. Triệu Quang Nghĩa nhìn nàng càng đau khổ thì càng sung sướng muốn dùng những lời ác độc nhất khoét sâu vào nỗi đau của nàng, ngươi... Ngươi không được toại nguyện đâu. Tiểu Chu hậu vừa khóc vừa lùi, cuối cùng quay đầu bỏ chạy. Triệu Quang Nghĩa đuổi theo, đừng thấy ông ta to béo mà tưởng ông ta chậm chạp, bước chân huỳnh huỵch của ông ta như dẫm nát trái tim Tiểu Chu hậu. Chẳng chạy được bao lâu, ông ta bắt được nàng đẩy ngã xuống đất. Lần này ông ta không có thời gian chơi mèo vờn chuột nữa, ông ta phải mau chóng khôi phục hùng phong của mình. Cưỡi lên người nàng, nóng ruột cởi y phục, lộ ra tấm thân to béo đen xì lông lá như gấu. Thấy Tiểu Chu hậu dãy dụa quá dữ dội, vung tay tát nàng một cái. Tiểu Chu hậu mếu miệng, khóc toáng lên. Chỉ là tiếng khóc này của nàng rất quái dị, không giống khóc thật, mà giống tiếng cười. Gương mặt nàng cũng không còn thống khổ nữa, nụ cười mẹo sẹo ma quái cực kỳ. Triệu Quang Nghĩa chột dạ, đoán chừng bệnh điên của nàng phát tác rồi, không quá để ý, thậm chí có một khoái cảm biến thái. Nhưng ông ta chưa biết mình vừa có hành động sai lầm cỡ nào. Vì Tiểu Chu hậu nắm lấy hai quả long châu của ông ta. Nếu ông ta biết nhi tử của mình thiếu chút nữa bị nàng bóp vỡ trứng, nằm trên giường một tháng mới miễn cưỡng xuống đất được, ông ta sẽ khóc không ra nước mắt. Còn may Tiểu Chu hậu không bóp, nàng chơi nó như chơi hạch đào, nhưng dù nàng chẳng dùng mấy sức đã vượt quá khả năng chịu đựng của thứ yếu ớt đó. Triệu Quang Nghĩa thoáng cái đã mất hết sức lực, ba hồn bảy vía bay sạch van vỉ. Phu nhân, nhẹ nhẹ chút. Đừng, á. Tiểu Chu hậu không khóc nữa, nàng chuyển sang cười khanh khách. Triệu Quang Nghĩa đau không chịu nổi, bản năng tóm tay nàng kéo ra, nhưng lập tức ông ta phát hiện sai lầm của mình. Vì Tiểu Chu hậu tưởng bị cướp đồ chơi, nàng giữ càng chặt, tức thì ông ta thưởng thức cơn đau chưa từng có trên đời. Cơn đau này không cách nào diễn tả, như cả nội tạng bị nàng kéo ra. Triệu Quang Nghĩa đau tới không thể kêu nổi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thều thào, phu nhân, tha cho trẫm, tha cho trẫm. Tiểu Chu hậu càng vui, bóp bên này một cái lại bóp bên kia một cái, mỗi lần bóp một cái ông ta giật một cái, làm nàng cười nắc nẻ, chơi càng vui. Triệu Quang Nghĩa đau chết đi sống lại, hối cũng đã muộn, biết nàng bị điên mà mình còn sơ ý. Ông ta bị nàng bóp liên hồi đau tới toát mồ hôi lạnh, toàn thân co giật. Chẳng lẽ mình sẽ chết trong tay nữ nhân điên này? Đám Long Huynh, Vương Kế Ân ở quá xa, dù gào khản cổ, họ không nghe thấy, chỉ còn Lãnh Nghệ, nhưng vừa rồi ông ta lại bảo y. Có chuyện gì cũng đừng ra, tại mình cả, giờ hy vọng vào y thôi, ông ta không còn sức mà kêu nữa, mắt toàn lòng trắng, co giật liên hồi. Đột nhiên, Lũng Tây Công, sao ngài lại ở đây? Tiểu Chu hậu giật này mình buông tay ra đứng lên, ngơ ngác nhìn quanh,
thấy Lãnh Nghệ thì đầu nghiêng trái nghiêng phải nhìn y, có vẻ muốn đoán y là ai. Lãnh Nghệ không để ý tới nàng, lấy long bào khoác lên người Triệu Quang Nghĩa lúc này đã như cá rời khỏi mặt nước. Cơ thể thi thoảng giật lên mất kiểm soát, mồm há hốc thở không ra hơi, chỉ cần y tới muộn một chút, e xảy ra hậu quả thảm khốc rồi. Ông ta thực sự quá to béo, lại không thể cõng được, Lãnh Nghệ đành bế ông ta lên, bước chân siêu vẹo rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 395, là sinh hay tử. Lãnh Nghệ dìu Triệu Quang Nghĩa đi chưa được mấy bước trong rừng truyền ra tiếng hổ gầm, tiếp đó là tiếng hét biến dạng rùng rợn, trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Triệu Quang Nghĩa mở to mắt, gương mặt vốn tái mét vì đau đớn, lúc này càng vì sợ hãi mà méo mó. Quay đầu nhìn phía khu rừng vì gần ao nước mà lãng đãng sương mù, tựa hồ có oán linh đang tràn ra, chạy, chạy mau. Lãnh Nghệ cũng sợ chết khiếp, vừa bế Triệu Quang Nghĩa vừa hét lớn, người đâu? Hộ giá, mau tới hộ giá. Từ phía khu rừng vẫn truyền ra tiếng động lẫn lộn tựa hồ là hổ gầm, tựa hồ là người la hét, vì càng không rõ ràng lại càng khiến người ta khủng hoảng. Triệu Quang Nghĩa bấu chặt áo Lãnh Nghệ, sợ hãi tới tột độ, chạy, chạy. Lãnh Nghệ chạy liên một hơi qua rừng, từ xa xa đám Long Huynh đã nghe thấy tiếng kêu của y, tay cầm bảo kiếm dẫn đám cung nữ thái giám hối hả chạy tới, y la hét, hổ, hổ. Trong rừng có ma, đám thái giám cung nữ sợ tới dừng bước, giữa ban ngày ban mặt, bọn họ không sợ ma, nhưng hổ thì sợ, trong nội cung có hổ, nói không chừng thoát ra rồi. Lãnh Nghệ giao Triệu Quang Nghĩa cho Long Huynh, Triệu Quang Nghĩa chỉ về phía rừng, gian nan nói, cứu, tàng nàng. Các ngươi hộ giá đưa bệ hạ về mau, ta đi tìm Trịnh Quốc phu nhân. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Lãnh Nghệ nói nhanh rồi xoay người chạy, một ngự đái tên Lôi Trung nói lớn ném đơn đao tới, mang theo phòng thân. Lãnh Nghệ hoảng hốt né tránh, đao rơi xuống đất rồi mới nhặt lên, nói một câu cảm ơn, cầm đao chạy vào rừng. Không ai đi theo Lãnh Nghệ hết, tất cả xúm xít quanh Triệu Quang Nghĩa đưa ông ta về tẩm cung rồi. Chỉ còn mỗi Tiểu Chu Hậu ngốc nghếch vừa nhảy tưng tưng vừa hát bài đồng dao nào đó, Lãnh Nghệ vẫn rất cẩn thận quan sát xung quanh, lách mình nhanh như chớp lao vào rừng, lấy di động, bấm một lúc rồi cất vào lòng. Chuyện không có gì phức tạp hết, Lãnh Nghệ dở lại trò cũ định cứu Tiểu Chu Hậu một phen, nào ngờ xảy ra chuyện ngoài dự liệu, người cần phải cứu biến thành Triệu Quang Nghĩa. Lãnh Nghệ chạy ra khỏi rừng, may lần này Tiểu Chu Hậu gặp y không khóc, được y nắm tay kéo đi. Nàng như tham gia trò chơi nào đó, cười khanh khách mà chạy. Ra tới ngoài không thấy dù chỉ một người tiếp ứng mình, Lãnh Nghệ nhếch môi cười lạnh. Xung quanh tẩm cung của Triệu Quang Nghĩa sớm được thị vệ vây kín mít, đến đám thái giám cung nữ cũng tay lăm lăm gậy gộc, làm ra vẻ trung thành bảo vệ chủ. Tới khi thấy Lãnh Nghệ chạy tới thì tránh sang nhường đường. Có người hỏi, Lãnh huynh đệ, có thấy hổ không? Có sao không? Người này là Lôi Trung, vóc dáng tầm thước. Đặc điểm khác người là hắn có đôi tay rất dài, có thể chạm tới gối, sử dụng đao vô cùng lợi hại. Lãnh Nghệ trả đao cho Lôi Trung, không thấy, sao rồi, quan gia không sao chứ. Lôi Trung tra đao vào vỏ, hoa thần y đang ở bên trong. Quan gia đang khỏe mạnh, sao đột nhiên lại đổ bệnh. Lãnh Nghệ sao có thể nói ông ta bị bóp vỡ trứng được, trả lời hàm hồ, ta không biết, ta chỉ nghe thấy quan gia kêu cứu nên chạy tới. Vương Công Công bảo huynh đệ an bài Trịnh Quốc phu nhân tới hoa sảnh nghỉ ngơi, lát nữa quan gia có chuyện muốn nói. Lôi Trung đợi Lãnh Nghệ giao Tiểu Chu Hậu cho cung nữ mới kéo y vào góc phòng, thực sự là có ma và hồ à. Ta chỉ nghe thấy thôi, khi đó sợ tới không đứng vững được, rất kinh khủng. Đang nói chuyện thì Long Huynh và một ngự đái khác tên Phong Nghĩa đi tới, Long Huynh mặt thán phục chắp tay, Lãnh đại nhân thật dũng cảm. Thân là quan văn, sức trói gà không chặt. Không chỉ cứu quan gia còn quay lại cứu Trịnh Quốc phu nhân, dùng khí này khó bằng. Chức trách của ta thôi. Lãnh Nghệ đáp rất đúng mực, Phong Nghĩa cũng nói, Lãnh đại nhân lần này lập công to rồi, nhất định được trọng thưởng. Long Huynh tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Lãnh Nghệ, tán dương càng hết lời làm hai người còn lại cũng phải ngạc nhiên. Bốn ngự đái bọn họ hàn huyên một hồi, vẫn là Long Huynh nói, được rồi, đợi lúc khác chúng ta uống rượu sau, giờ nguy hiểm chưa qua. Không biết hổ có thoát ra thật hay không, ta phải an bài người đi tra. Nói rồi Long Huynh vội vàng rời đi, Lôi Trung và Phong Nghĩa tản ra cảnh giới. Lãnh Nghệ chỉ mang danh ngự đái không có phân công cụ thể,
y không cần làm gì cả, trong lòng y có chút thấp thỏm. Khi đó y vin vào căn dặn của Triệu Quang Nghĩa không tới cứu người sớm, khiến ông ta bị Tiểu Chu Hậu cho một bài học, không rõ ông ta có nhận ra không. Hơn nữa mình chứng kiến chuyện xấu của ông ta, không phải không có khả năng bị giết người bịt miệng, nhưng Lãnh Nghệ không thể bỏ trốn, chỉ có thể đánh liều quay lại. Sống hay chết đã không còn là chuyện y có thể tự chủ nữa. Lát sau Vương Kế Ân đi ra nói nhỏ, quan gia mời đại nhân vào. Là mời chứ không phải gọi hay truyền, Lãnh Nghệ ở trong cung một thời gian rồi, hiểu một số ám hiệu nơi này, có nghĩa là Triệu Quang Nghĩa không hề giận y. Bên trong tẩm cung trống không, chẳng có thái giám cũng không có cung nữ, chỉ có Hoa Minh Tôn đang châm cứu cho Triệu Quang Nghĩa nằm trên long sàng. Lãnh Nghệ đi tới khom lưng nói nhỏ, quan gia. Triệu Quang Nghĩa mở mắt ra, yếu ớt khép mắt lại, hoa thần y, đi. Trị bệnh cho Trịnh Quốc phu nhân đi. Hoa Minh Tôn đứng lên thi lễ, mang dương khám bệnh rời đi. Triệu Quang Nghĩa nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, mới dùng giọng gần như không nghe thấy hỏi, vẽ thế nào? Lãnh Nghệ lòng trầm xuống, không ngờ tới mức này rồi mà ông ta còn nghĩ tới chuyện đó, lấy di động ra nói nhỏ. Thần thấy dáng vẻ khóc lóc cầu xin của Trịnh Quốc phu nhân trước đó rất động lòng, nên vẽ lại. Vương Kế Ân thấp thỏm lo âu, vì vừa rồi Hoa Thần Y đã nói rồi, trong vòng một tháng tuyệt đối không được gần nữ sắc. Triệu Quang Nghĩa không đủ sức cầm di động, nhìn trong tranh chỉ thấy Tiểu Chu Hậu nước mắt chảy dài, vẻ mặt đau thương vô vọng cùng cực, nói, Khanh, chiếu cố tốt cho nàng, đừng làm khó nàng. Lãnh Nghệ sửng sốt, khom người che giấu, thần tuân chỉ. Được rồi, lui ra đi. Triệu Quang Nghĩa nhắm mắt lại. Chương 396, ngoài trường đình. Lãnh Nghệ không rõ thái độ của Triệu Quang Nghĩa là vì xảy ra chuyện quỷ hồn làm ông ta biết sợ, hay là ông ta muốn Tiểu Chu Hậu khỏe lại, sau này còn giày vò nàng. Không rõ, y chẳng thể nào đoán được ý nghĩ của đế vương, dù sao thì nửa tháng sau đó trời yên biển lặng, không xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Lãnh Nghệ tuy vẫn vào cung theo dõi chế tác tranh nhưng không bị Triệu Quang Nghĩa đặc biệt cho gọi tới lần nào. Trong nửa tháng này vụ án Lý Dục cũng xử xong, Phủ Khai Phong đưa ra phán quyết lưu đầy 3.000 dặm tới Lĩnh Nam, báo lên đại lý tự được duyệt. Lĩnh Nam là vùng ma thiêng nước độc, là nơi lưu đày khổ ải nhất, người bị đầy tới nơi đó đồng nghĩa với đi nạp mạng. Cho nên biết tin này, đám phi tần cũ của hắn khóc chết đi sống lại. Ngày hôm đó là ngày Lý Dục lưu đầy rời kinh. Vì Lý Dục là quốc chủ quy hàng, hắn ở kinh thành khác gì độc trùng rắn rết, người ta sợ chuốc họa vào thân, cho nên làm gì có ai qua lại, nói gì tới đi tiễn chân. Trừ phu thê Lãnh Nghệ dẫn theo Tiểu Chu Hậu, phu thê Triệu Đình Mỹ, còn có Khánh Nô ái thiếp của Tào Bân vốn là thị nữ cũ của Lý Dục. Nhớ ơn chủ, được Tào Bân đồng ý, dẫn nha hoàn tới bến tàu thập Lý Trường Đình tiễn biệt. Hôm đó từ sáng sớm trời đã âm u, tới trưa thì mưa đổ. Cách bến tàu không xa có một cái đình, dùng để khách trú chân tiễn biệt, nhưng đã sập một nửa rồi chẳng ai sửa sang, phần còn lại chỉ đủ 2-3 người tránh mưa. Triệu Đình Nghĩa cho người dựng cái lán bên ngoài, bày tiệc tiễn chân. Vì phải làm nhiều thủ tục tương quan, đội ngũ bận rộn tới tận trưa mới xuất phát. Triệu Đình Mỹ thấy Lý Dục đeo còng, tuy sai dịch áp giải được hắn căn dặn trước, đứng sau che ô, nhưng mặt đất sình lầy, quần ướt sũng dính bùn đất, trầm giọng nói, tháo còng ra. Lý Dục vội nói, không cần đâu, cái còng này được đúc liền, tới nơi mới được đập ra, đập bây giờ tới bên kia không dễ ăn nói. Trọng Khang đừng lo, bọn chúng chẳng lẽ chúng dám không nể mặt bản vương. Triệu Đình Mỹ nhìn cảnh này xót xa, thực sự không cần mà, hảo ý của văn hóa, ngu huynh nhận rồi. Lý Dục có vẻ vì sắp được rời kinh, tuy chân tay xiềng xích, lòng lại thoáng đạt tự do hơn trước, quay sang Lãnh Nghệ cười, Lãnh đại nhân, đa tạ đã tới tiễn. Lãnh Nghệ đưa tay mời, công gia mời vào ngồi làm chén rượu. Chưa đợi Lý Dục đi vào một quý phụ quỳ xuống, khóc không thành tiếng, chủ nhân. Đó chính là thị nữ thiếp thân Khánh Nô của Lý Dục. Lý Dục đỡ hờ Khánh Nô, cảm động nói, hiếm được người có lòng như ngươi, đa tạ. Lại có người gọi, lão gia. Giọng thê lương ai oán, Lý Dục khựng người đưa mắt nhìn ái thê đứng bên chắc xảo nương, gầy gò tiều tụy, nhìn ái thê suốt nửa tháng nhung nhớ, muốn đi tới, trượt chân loạng choạng suýt ngã. Tiểu Chu Hậu mặt đã đầy nước mắt, chạy nhanh tới ôm cánh tay hắn, chỉ gọi được một tiếng lão gia đã nghẹn giọng không nói được nữa rồi. Đám phi tần phải theo Lý Dục tới Lĩnh Nam xúm lại khóc, tức thì tiếng khóc vang cả một khúc sông. Lý Dục lại không khóc, tự hắn chọn con đường này,
thà sống ở nơi gian khổ khai hoang còn hơn ở kinh thành suốt ngày nơm nớp lo sợ. Cho nên với hắn đây là sự giải thoát, nói với Khánh Nô, ngươi đừng thương tâm, ta được tới lĩnh Nam là giải thoát rồi. Ngươi tới thăm ta, coi như không uổng một phen chủ phó, vui lên nào, sắp chia tay rồi, đừng khóc lóc. Mọi người đừng khóc, vương gia còn ở đây. Những người khác thu lại nước mắt, theo Lý Dục vào lán, binh sĩ áp giải cũng được chuẩn bị rượu thịt xuống thuyền trước ăn uống rồi. Trong lán Triệu Đình Mỹ nâng chén mời, tất cả đều uống, chỉ là chẳng ai tâm trạng ăn gì, uống vài chén, mặt đã đỏ. Triệu Đình Mỹ cầm chén rượu tới trước mặt Lý Dục, Trọng Quang, ngu đệ vô năng, không giúp gì được huynh, thật hổ thẹn. Chuyến này đi lĩnh Nam, người theo cùng đều là tâm phúc của ta, huynh không ủy khuất đâu. Quan viên ở lĩnh Nam được ta gửi thư nhờ chiếu cố rồi, huynh cứ yên lòng. Lý Dục loảng xoảng nâng chén, đa tạ. Hai người uống liền ba chén. Rồi sau đó tới phu thê Lãnh Nghệ, Khánh Nô, đợi tới tiểu Chu Hậu, nàng lại một phen nghẹn ngào, tuy hận hắn, nhưng hiểu hắn, thông cảm cho hắn, cho nên nàng vẫn thương là chính, chỉ trách ông trời muốn giày vò người ta mà thôi. Lý Dục nâng chén một vòng, mọi người đừng vì ta mà bi thương, lĩnh Nam tuy khổ, nhưng lòng ta lại thấy ngọt, cho nên hãy vì ta chúc phúc, đừng vì ta rơi lệ. Được rồi, chúng ta hãy ca hát từ biệt. Nói rồi người lắc lư hát lớn. Triệu Đình Mỹ là người thứ hai hưởng ứng hát theo, rồi lần lượt từng người hát lên, khiến không khí không còn bi thương nữa. Ngoài trời vẫn mưa, nước rơi lộp độp lên mái như gõ nhịp. Chợt Triệu Đình Mỹ nhận ra, Lãnh huynh đệ, vì sao không hát? Lãnh Nghệ đâu biết cách ca hát thời Tống, thậm chí còn chẳng hiểu họ hát cái gì mà vờ vịt phụ họa nữa kìa, ta ngũ âm không nhận hết, sợ hát lên mọi người giật mình, thôi không hát là hơn. Lý Dục hôm nay uống rất nhiều, cứ mỗi người mời một chén là hắn uống ba chén, lúc này say rồi, có lẽ vì sắp thoát khỏi nơi nguy cơ rình rập. Khôi phục vài phần tính cách phóng khoáng trước kia, hôm nay tiễn chân ta, cứ có lòng hát là được, chứ luận tiếng ca, không ai bằng ái thê ta, chẳng lẽ để một mình nàng ấy hát à? Nào nào, hát một khúc, để ta tới lĩnh Nam có thứ tưởng niệm chứ. Hắn đã nói thế, Lãnh Nghệ sao có thể từ chối, công gia nói vậy, thế thì ta hát một khúc sơn dã vậy, hát không hay, mọi người chớ cười. Triệu Đình Mỹ vô tay phụ họa, ta chưa từng được nghe Lãnh huynh đệ hát, tiểu khúc sơn dã, thường mới mẻ động lòng người, tươi mát đơn thuần, quét sạch ô trọc trong lòng chúng ta. Ai nấy phụ họa, Lãnh Nghệ lâu lắm rồi không hát, vì ca khúc hiện đại quá khác biệt, không biết hát ra ở thời đại này sẽ thế nào. Ngoài trường đình, ven đường cũ, cỏ thơm xanh biếc tận chân trời. Gió đêm lay cành liễu, tiếng sáo tàn, dáng chiều đã lặn xuống núi xa. Ngày sau vô tận, đất trời mênh mông, người chi giao còn được là bao. Một bình rượu đục kết thúc buồn vui, trong mơ lạnh lẽo vắng bóng người. Đây là bài tống biệt chứ danh của Cao Tăng Hoàng Nhất Đại Sư đa tài đa nghệ thời dân quốc. Ca từ miêu tả cảnh người ra đi khi bóng hoàng hôn dần dần lặn xuống sau rặng núi, nơi chân trời góc biển kia, người kia liệu có nhớ tới mình. Một bình rượu đơn sơ của kẻ trần thế đêm nay sẽ biệt ly bao ước mộng mà không biết ngày gặp lại. Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 397, lại là tà ma. Bài hát vô cùng hợp cảnh, lại thêm Lãnh Nghệ hát bài này cũng đôi phần nhớ lại thế giới cũ. Giọng ca tuy không hay nhưng thực sự đã đưa được cảm xúc của người hát vào trong đó, vì thế y hát xong hồi lâu tất cả vẫn ngồi tĩnh mịch. Lãnh Nghệ cười ngại ngùng, bêu xấu rồi. Lý Dục bấy giờ cũng như hồn vía mới quay lại, đứng lên cầm chén rượu lảo đảo tới trước mặt Lãnh Nghệ, Lãnh đại nhân. Không, Lãnh hiền đệ, chúng ta lấy từ khúc tương giao, nếu thế cho ta gọi một tiếng hiền đệ. Lãnh Nghệ cũng thoải mái chắp tay, Lý huynh. Lý Dục lại nói, lần này đã có chút nghẹn ngào, khúc ca này đâu phải trốn thôn dã có được, ca từ ý cảnh cao nhà, càng không giống sơn ca tục nữ. Chỉ có thi từ tài tình như đệ mời làm, ra bài hát tình thâm nghĩa trọng bao hàm thiên cơ như thế. Đa tạ hiền đệ tặng ta một khúc ca biệt ly như vậy, nó sẽ bầu bạn với ta trong năm tháng tương lai. Lãnh Nghệ quả thực cũng có ý này, với người si mê thi từ như Lý Dục, không có gì giá trị hơn một bài thơ hay để hắn có thứ tưởng niệm, cùng hắn nâng chén uống cạn. Lúc này quan lại phụ trách áp tải đi tới, thì thầm với Triệu Đình Mỹ vài câu, Triệu Đình Mỹ quắc mắt quát, sợ cái gì? Lý Dục quay sang hỏi, sao thế?
Tần Ngự Lưu Châu nghe thấy bi thương đáp, vị đại nhân áp giải này nói, trời sắp tối rồi, theo quy củ, phải lên đường trước khi trời tối mới coi là khởi trình, nếu không là kháng lệnh. Ngài ấy giục chúng ta lên đường. Mọi người mới nhận ra, bất chi bất giác đã hoàng hôn, giờ chia tay đã điểm. Lý Dục nhìn ra ngoài lán, mưa vẫn liên miên che kín trời, quả nhiên sắp tối, hắn đặt chén rượu xuống, thiên hạ không có tiệc nào không tàn, chúng ta từ biệt ở đây thôi. Lão gia, Tiểu Chu Hậu gọi như đứt từng khúc ruột, Lý Dục nắm tay nàng, kéo tới trước mặt Lãnh Nghệ, nói, hiền đệ, nàng họ Chu, khuê danh Gia Mẫn, tự nữ anh, từ nay ta giao phó nàng cho đệ, chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng ta coi đệ như tri kỷ. Giờ ta sắp tha hương, chỉ sợ đời này không gặp lại nữa, ta giao nàng cho đệ, chỉ có đệ mới làm ta yên tâm. Khuê danh nữ tử thời xưa không dễ lộ ra ngoài, Lãnh Nghệ hiểu ý của hắn, hít sâu một hơi chắp tay, huynh yên tâm, đệ sẽ chiếu cố nữ anh muội muội thật tốt. Một câu muội muội này coi như một lời hứa rồi, thể hiện Lãnh Nghệ sẽ coi nàng như người trong nhà. Lý Dục thấy được an ủi nhiều, trong lòng hắn chỉ còn nỗi lo này thôi giờ đã được giải quyết rồi, đa tạ, đa tạ. Chi tiếc chúng ta gặp nhau quá muộn, không có phúc cùng đệ giao lưu thi tử, thật tiếc nuối. Nếu như còn có mai này, cùng hiền đệ và văn hóa uống rượu ngâm thơ, sẽ là chuyện hạnh phúc nhất đời người. Nhất định sẽ có, đệ kiễn chân ngóng ngày cùng huynh trưởng tái ngộ, ba chúng ta sẽ say một trận. Triệu Đình Mỹ xúc động nói, Lãnh Nghệ gật đầu nói thêm, Lý huynh phải bảo trọng ngày sau còn gặp lại, nếu không là thất hứa đó. Ha ha ha, ngu huynh không chết nhất định sẽ tới. Cáo biệt ở đây đi. Lý Dục lần lượt nắm tay hai người, nhìn mưa ngoài trời lớn hơn rơi rào rào như dục dã, sải bước ra ngoài không quay lại, lớn tiếng ngâm trong mưa, ngoài mưa tí tách. Xuân ý điêu tàn, năm canh lạnh ngắt thấu chăn đơn. Giấc mộng bỗng quên mình tác khách, một phút truy hoan. Đừng có tựa lan can, man mác giang san, khó khăn hội ngộ dễ lìa tan. Nước chảy hoa trôi xuân bạt nẻo, thượng giới nhân gian, lão già. Tiểu Chu Hậu kêu lớn, loạng choạng đuổi theo, trượt chân ngã xuống bùn, Lãnh Nghệ dùng mình, vì y biết đây là tuyệt bút của Lý Dục. Khi Triệu Quang Nghĩa đưa rượu độc cho Triệu Đình Mỹ tặng cho Lý Dục, hắn viết bài thơ này sau đó uống, cạn chén rượu mà chết. Chẳng lẽ Lý Dục đi chuyện này thực sự sẽ âm dương cách biệt? Tiểu Chu Hậu bò trên mặt đất mất bước, chống tay ngẩng đầu nhìn trong mưa Lý Dục đã lên thuyền, đứng ở đầu thuyền mắt hướng ra, thân như pho tượng, đi xa dần, biến mất trong mưa. Nội đình Hoàng Cung, Triệu Quang Nghĩa đang rất tức giận. Long căn của ông ta liên tục bị tàn phá, đầu tiên là đang lúc phấn khích bị tiếng hổ gầm dọa teo lại, sau đó giữa trời giá rét ngâm nước lạnh, rồi lại bị Tiểu Chu Hậu suýt bóp nát. Lần này nằm giường gần nửa tháng, được Hoa Minh Tôn dày công chữa trị, rốt cuộc đã khỏe. Nhưng khỏe thì khỏe, long căn đình công luôn rồi, dù có xem ảnh khỏa thân của Tiểu Chu Hậu, có cung nữ dùng thủ pháp điều luyện giúp đỡ cũng không dựng lên được nữa. Đối với người ham sắc dục như ông ta, khác nào lấy mạng. Thần y, bệnh này của trẫm rốt cuộc là sao? Sao không trị được? Hoa Minh Tôn biết nguyên nhân Triệu Quang Nghĩa liệt dương, cười suốt mấy ngày, chữa được ông ta cũng chẳng chữa, vuốt râu làm ra vẻ nghiêm trọng. Không phải thần cuồng vọng chứ, bệnh gì thần cũng chữa được, loại tình trạng do ngoại thương dẫn tới như quan gia, thần cũng trị cho cả trăm người rồi. Nhưng bệnh của quan gia rất lạ, thuốc thang vô hiệu, thậm chí quỷ môn thập tam châm của thần cũng không được việc gì. Tình huống này chỉ có một khả năng thôi. Triệu Quang Nghĩa hỏi gấp, là gì? Tà ma giở trò. Nếu là người khác không trị được bệnh đổ cho ma quái quỷ thần thì Triệu Quang Nghĩa cho lôi ra ngoài chặt đầu không chừng. Nhưng ông ta không nghi ngờ lời Hoa Minh Tôn, người này chết còn chẳng sợ, cần gì phải bao biện cho bản thân, Trương Thiên Sư đã thu phục được rồi mà. Vương Kế Ân nói nhỏ, quan gia, phải chăng chưa thu phục được? Hôm đó Trương Thiên Sư chiến đấu rất vất vả, chẳng phải cũng nói nếu không có uy của bệ hạ trấn áp thì thua rồi. Hay là nó đã thoát được mà ông ấy không nhận ra? Triệu Quang Nghĩa tỉnh ngộ, thần y, quả thật là tà ma chứ. Không sai được, còn là loại lợi hại nhất nữa, quan gia cũng biết quỷ môn châm pháp của thần chuyên trị tà ma, vậy mà vô hiệu, vậy thì chỉ có thể là đạo hạnh của con quỷ này cao hơn thần. Chuyên diệt tà ma chỉ có Trương Thiên Sư mà thôi. Thế là Trương Thiên Sư lại được gọi vào cung thi pháp. Chương 398, chờ một cơ hội, 1. Trương Thiên Sư đã được thông báo trước lý do được hoàng đế gọi vào cung,
cho nên lần này mang theo nhiều pháp bảo hơn cả lần trước. Sau khi cùng Triệu Quang Nghĩa và đông đảo hộ vệ tới khu rừng tà ma hoành hành, ông ta hỏi rõ hướng âm thanh khi đó phát ra, cầm kính chiếu yêu soi đường, cầm kiếm đề phòng, càng đi mặt càng nghiêm trọng. Tới gần khu rừng, cuối cùng ông ta đi một bước dừng một bước, làm đám Triệu Quang Nghĩa cũng phải dừng theo, nhìn ông ta như lâm đại địch càng thấp thỏm. Tốn một canh giờ mới qua mê cung giả sơn, tới một nơi cỏ cây rậm rạp, thấp thoáng viện lạc, chuông kêu vang vẳng. Đó là Nam Kha Tự, miếu hoàng gia, nơi Hoa Nhị phu nhân để tóc tu hành. Đột nhiên kính chiếu yên vang lên tiếng rạn nứt, Trương Thiên Sư liên tục đọc thần chú không ngăn được chiếc kính vỡ tan, ông ta lảo đảo lùi lại, một tay ôm ngực, mặt tái đi. Triệu Quang Nghĩa tới gần hỏi gấp, Thiên Sư sao thế? Trương Thiên Sư giơ chiếc kính chiếu yêu tạo hình cổ kính, vừa sợ vừa xót xa nói, quan gia xem, đến kính chiếu yêu cũng không chiếu nổi tà khí của nó, loại tà ma này đạo hạnh cực sâu, không thể xem thường. Vậy phải làm sao? Tiến vào mới biết được. Triệu Quang Nghĩa hơi do dự, Hoa Nhị phu nhân ở trong đó đóng cửa không tiếp khách, dù ông ta là hoàng đế, nàng cũng lấy lý do tị hiềm thúc tẩu mà từ chối. Nàng là quý phi của đại ca ông ta, là hoàng tẩu của ông ta, nên ông ta chẳng có cách nào. Có điều lần này sự việc quá kỳ quái, Trương Thiên Sư đã nói thế thì phải tra tới cùng, không thể bỏ mặc, chuyện liên quan tới an toàn của cả hoàng cung mà. Vì thế đoàn người tới Nam Kha Tự. Tự miếu đóng cửa, Vương Kế Ân đi tới đập cửa hồi lâu mới có tiểu Nico thò đầu ra, nhìn thấy Triệu Quang Nghĩa vội mở rộng cửa, khom người thi lễ, khấu kiến quan gia. Triệu Quang Nghĩa hỏi, Hoa Nhị sư thái đâu? Dạ, sư tỷ đang tụng kinh ở Phật đường. Ngươi vào bẩm một tiếng, nói, Trương Thiên Sư ngưỡng mộ thiền học của sư thái, muốn được thỉnh giáo. Tiểu Nico nhìn Trương Thiên Sư, lễ phép nói, sư tỷ nói muốn chuyên tâm tu hành, xin Thiên Sư đi thỉnh giáo cao minh khác, xin thứ lỗi. Nói rồi đóng cửa lại. Trương Thiên Sư lần đầu gặp phải chuyện này, lòng giận lắm, vô lễ, trước mặt quan gia mà dám đóng cửa sao. Triệu Quang Nghĩa gặp chuyện này nhiều lần, đã quen rồi, xua tay, nàng là hoàng tẩu của trẫm. Lại đóng cửa chuyên tâm tu hành cầu phúc cho ca ca trẫm, chuyện này nói khắp thiên hạ thì người ta chỉ tán thưởng nàng thôi. Thôi vậy, chúng ta tìm cách khác. Trương Thiên Sư giận thật, nhưng cũng mừng lắm, ông ta có cớ chối bỏ trách nhiệm rồi. Đột nhiên Vương Kế Ân mắt đảo trái phải, nói nhỏ, quan gia, nô tài có một kế này. Rồi thì thầm vào tai Triệu Quang Nghĩa vài câu, ông ta lập tức hớn hở, hay lắm, mau mau đi làm. Phủ Lãnh Nghệ, từ sau ngày Lý Dục đi lĩnh nam, Tiểu Chu Hậu cả ngày chỉ khóc, không thiết tha cơm nước. Trác Xảo Nương vừa khóc cùng vừa từ từ khuyên giải, tình hình rốt cuộc cũng chuyển biến tốt. Gia tài Lý Dục mang từ Nam Đường tới một phần giao cho hắn ta mang đi lĩnh nam, một phần được Triệu Quang Nghĩa thưởng cho Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không đụng vào dù chỉ một ngón tay, toàn bộ giao cho Tiểu Chu Hậu, đồng thời vẫn do Đại Nội Tổng quản Nam Đường quản lý. Tiểu Chu Hậu cũng nói rõ, dù để ở chỗ nàng, đây vẫn là tài sản của Lãnh gia. Vũ Ti đã hết một tháng nghỉ kết hôn, quay lại Hoàng Cung. Trải qua một tháng tân hôn, quả nhiên sức đề kháng với chuyện nam nữ tăng lên nhiều, nhìn ảnh khỏa thân của Tiểu Chu Hậu, tuy xấu hổ đã, không còn run như trước. Nàng chủ yếu phụ trách thêu phần khó nhất là khuôn mặt, phần còn lại che đi để tú nương khác hoàn thành. Ngày hôm đó bức thêu Tiểu Chu Hậu mặc trang phục đầu tiên được thêu ra, Lãnh Nghệ không hài lòng, mắng cả bốn tú nương một trận, làm bốn nàng cúi đầu rơi lệ. Lãnh Nghệ cuốn bức thêu đó ném vào lò lửa thiêu tại chỗ, bắt họ làm lại. Thực ra thừa lúc họ cúi đầu khóc đã đánh cháo một bức tranh thêu khác, sau đó đốt hàng giả xóa dấu vết, cả thị vệ đứng giám sát cũng không hay biết. Sau đó Lãnh Nghệ mang tranh thêu Tiểu Chu Hậu tới thẳng phủ Hoa Minh Tôn. Hoa Minh Tôn vừa nghe nói Lãnh Nghệ tới bái phỏng thì biết ngay là chuyện gì rồi, mời y vào phòng xong đóng ngay cửa lại. Lãnh Nghệ đến cạn lời, Hoa thần y, ông lén la lén lút như vậy sợ người ta không tò mò đấy à? Đừng thừa lời, lấy ra đây mau lên. Hoa Minh Tôn thấp giọng dục, thời gian qua ông thường xuyên chữa bệnh cho nàng, thấy người sống rồi còn quyến luyến một bức tranh sao? Lãnh Nghệ khó hiểu hỏi, Hoa Minh Tôn không thèm để ý, tay run run nhận lấy bức tranh thêu, tranh rất lớn, vì thêu theo tỷ lệ người thật. Khi hình ảnh Tiểu Chu Hậu như thật xuất hiện, Hoa Minh Tôn hồi lâu không nói lên lời, mắt không hề chớp, khuôn mặt gỗ đá lộ vẻ si dại hiếm có, từ từ cuốn tranh lại, nâng điêu như bảo vật, đây là giao dịch, nên ta không cảm ơn đâu. Đúng thế, không cần cảm ơn ta,
bức tranh còn lại bao giờ đưa ta. Phần còn lại là bức tranh khỏa thân của Tiểu Chu Hậu, Lãnh Nghệ rất không muốn đưa ông ta, chỉ là đã hứa rồi, thở dài nói, hẳn là một tháng. Hoa Minh Tôn nghĩ tới hình ảnh Tiểu Chu Hậu lõa thể, kích động tới mặt đỏ sậm, lại nhỏ giọng nói, giờ nàng ở nhà ngươi. Ngươi có thể vẽ thêm cho ta vài bức tranh của nàng không, ví như tắm rửa, thay y phục, bao tiền ta cũng trả. Đủ rồi, Lãnh Nghệ lạnh giọng, Hoa Thần Y, ngài không thấy suy nghĩ này quá dơ bẩn à? Hoa Minh Tôn vuốt râu cười nhạt, lúc quan gia cưỡng bức nàng, ngươi còn ở bên Điềm Nhiên vẽ lại, chẳng dơ bẩn hơn lão phu cả nghìn lần sao? Lãnh Nghệ không khác gì bị người ta cho một cái tát, đây là điều khiến y luôn hổ thẹn. Không ngờ hôm nay bị người ta nói thẳng trước mặt, má nóng gian, gượng gạo bao biện, đó là ý chỉ của quan gia, ta có thể kháng chỉ sao? Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 399, chờ một cơ hội, 2. Thôi đi, đứng nói mình như mình vô tội, ngươi vì cứu tính mạng thê tử, ngươi đã làm gì tự biết. Yên tâm, ta không trách ngươi, ta hiểu tâm tình ngươi lúc đó. Nhưng người như ngươi cũng đừng tỏ ra cao thượng làm gì. Hoa Minh Tôn thẳng thừng nói, quay lại chuyện cũ, đề nghị vừa rồi của ta, ngươi thấy sao? Ta đích xác không phải người cao thượng, nhưng chuyện này ta không làm, đạo bất đồng bất khả thuyết, cáo từ. Lãnh Nghệ phất ống tay áo đứng dậy, Hoa Minh Tôn chưa từ bỏ, khoan, trên đời này không có gì không thương lượng được. Ta biết ngươi không thiếu tiền, có điều nhất định có thứ khiến ngươi hứng thú, nói đi, ta sẽ tìm trao đổi với ngươi. Ta không muốn giao dịch chuyện này với ông. Lãnh Nghệ nói từng chữ một, dứt khoát rõ ràng, ngươi sẽ làm thôi. Hoa Minh Tôn rất tự tin, phàm đã làm lần đầu rồi thì ắt sẽ có lần hai, giới hạn đạo đức của một người kỳ thực chỉ bị hạn chế bởi điều họ nghĩ tới. Ngươi đã nghĩ ra thủ đoạn như thế cứu thê tử, thì giới hạn đó của ngươi chẳng cao đâu. Ta sống bằng này tuổi thấy nhiều rồi, chẳng qua hiện giờ ngươi chưa biết mình muốn gì thôi, khi ngươi muốn, ngươi sẽ đạp bỏ tất cả để đạt được mục đích. Vậy tốt nhất là không bao giờ biết. Cáo tử. Lãnh Nghệ đi thẳng không quay đầu lại, chỉ là về nhà rồi, Lãnh Nghệ không sao bình tĩnh lại được. Một phần trong lòng y thừa nhận Hoa Minh Tôn nói đúng, có những cảnh cửa một khi mở ra rồi, không thể đóng lại. Còn nhớ lúc ở huyện Âm Lăng, ở Ba Châu, thậm chí đi Thảo Nguyên, y không ít lần rơi vào cảnh ngặt nghèo, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như bây giờ. Thế nhưng là một tay súng bắn tỉa, Lãnh Nghệ có một bản lĩnh là sự kiên nhẫn, y không vì nóng lòng muốn thoát khỏi bế tắc này mà làm gì dại dội. Y vẫn sẽ ẩn mình thật kỹ, đợi một cơ hội thôi, y sẽ chấm dứt tất cả. Tới chiều, Vương Kế Ân tới, sau khi hỏi thăm bệnh tình của Tiểu Chu Hậu, biết bệnh tình của nàng chưa có tiến triển thì cảm thán vài câu, chuyển chủ đề, huynh đệ, còn nhớ Hoa Nhị phu nhân không? Lãnh Nghệ lòng trầm xuống, biết chẳng thể có chuyện gì hay ho, đây là hậu quả do mình mở cánh cửa không nên mở, khẽ gật đầu không đáp. Chúng ta là huynh đệ, lại cùng là người bên cạnh quan gia, ta nói thật. Vương Kế Ân ra hiệu Lãnh Nghệ ghe đầu tới gần, lần này trong rừng cây xuất hiện hổ gầm, còn có quỷ hồn của Mạnh Xưởng. Quan gia mới Trương Thiên Sư tới kiểm tra, phát hiện ra trong Nam Kha tự nơi Quý Phi nương nương tu hành yêu khí tràn ngập. Quan gia lo cho an nguy của Quý Phi, muốn vào giáng yêu hàng ma, nhưng Quý Phi không gặp ai, quan gia không thể xông vào. Lại chẳng thể mặc ma quỷ hoành hành trong hoàng cung, nếu không chẳng ai biết trước được. Mí mắt Lãnh Nghệ giật giật, lại một chuyện phát sinh ngoài dự liệu của y, đúng, cần diệt trừ. Thế nhưng Quý Phi nương nương không biết tình huống này, quan gia lại không muốn để nương nương biết mà sinh lo, cho nên không nói. Vương Kế Ân chuyến này đề cử Lãnh Nghệ, tất nhiên là vì củng cố thế lực cho bản thân, người ngoài làm sao nghĩ tới hắn và Lãnh Nghệ lại có tầng quan hệ này. Còn nhớ Nguyên Tiêu, Quý Phi rất hứng thú với hội họa của đệ, cho nên quan gia muốn đệ tới bái phỏng Quý Phi. Sắp tới sinh nhật của Thái Tổ, quan gia muốn đem bức ảnh của Thái Tổ đưa vào Nam Kha tự tặng Quý Phi, đồng thời mời Trương Thiên Sư làm phép cầu phúc cho Thái Tổ. Xin nương nương niệm tình huynh đệ, thành toàn cho nguyện vọng này của quan gia. Lãnh Nghệ sao tin mấy lời ma quỷ này, càng tiếp xúc y càng tin Triệu Quang Nghĩa giết ca ca mình chiếm ngôi, đâu ra tình huynh đệ chứ, vẫn phụ họa. Đây là chuyện tốt, Quý Phi không có lý nào lại không đồng ý. Chưa chắc đâu huynh đệ chưa biết tính Quý Phi, đệ phải tìm được thời cơ khiến nàng không thể từ chối. Chuyện này liên quan tới an nguy của hoàng cung,
đệ phải toàn lực ứng phó mới được. Vương Kế Ân vỗ mạnh lên vai Lãnh Nghệ, quan gia trông cậy vào đệ đó. Chuyện này do Lãnh Nghệ gây ra, nếu bản thân có thể giải quyết là tốt nhất, làm ra vẻ nhiệt huyết bừng bừng. Quan gia đã đề bạt đệ làm ngự đái, bảo vệ an nguy của quan gia và hoàng thất là trách nhiệm của đệ. Ca ca yên tâm đi, dù mặt dày mày dạn quấn lấy quý phi, đệ cũng phải khiến quý phi đồng ý cho Trương Thiên Sư vào Kha Nam Tự. Đúng, đệ hiểu ý ta rồi đấy, tinh thần này rất tốt. Vương Kế Ân thấy dụ được Lãnh Nghệ thì mừng rỡ, đi nào, chuyện này phải làm càng sớm càng tốt. Diện kiến hoàng đế phải ăn mặc chính thức, Lãnh Nghệ thay quan bào theo Vương Kế Ân nhập cung, tới thẳng tẩm cung của Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa đã khôi phục sức khỏe, nhưng trông không thần khí như trước, có chút uể oải. Lãnh Ái Khanh, lần trước Khanh cứu giá có công, trẫm còn chưa ban thưởng, lần này lại phải nhờ tới Khanh. Lãnh Nghệ vội thi lễ, quan gia nặng lời rồi, đây là trách nhiệm của thần, quan gia mà ban thưởng mới khiến thần bất an. Triệu Quang Nghĩa gật gù, vậy làm tốt việc ngày cho trẫm. Vâng, Lãnh Nghệ chuẩn bị đi, khoan. Triệu Quang Nghĩa gọi lại, chưa yên tâm dặn lần nữa, chuyện này liên quan tới an nguy của Hoàng Cung, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Cho nên Khanh vào đó, không đạt được mục đích không ra, không cần biết bao lâu, không cần biết Khanh dùng biện pháp gì, nhất định khiến Hoa Nhị Quý Phi đồng ý. Hiểu chưa? Thần ghi nhớ trong lòng, không đạt được mục đích thì không thôi. Lãnh Nghệ vỗ ngực đảm bảo, rời tẩm cung Triệu Quang Nghĩa, nơi đầu tiên y tới là một tiểu viện chuyên môn thiết lập làm xưởng thêu cho Vũ Ti. Vũ Ti đang thêu tranh khỏa thân của mình Tiểu Chu Hậu, làm việc có vẻ say sưa hào hứng lắm, miệng còn khẽ ngâm nga. Lãnh Nghệ đứng nhìn một lúc nàng không nhận ra, đến khi vô tình ngẩng đầu lên thấy y, Vũ Ti đỏ mặt thi lễ, bái kiến Lãnh ngự đái. Lên tay lắm, mỗi lúc một thật hơn rồi đó, vất vả rồi. Lãnh Nghệ tấm tắc khen ngợi, Vũ Ti quả thực có thiên phú hơn người, bức tranh bây giờ đã vượt ngoài kỳ vọng của y, đa tạ ngự đái khen ngợi. Ngươi không cần thêu vội, ta có một chuyện muốn ngươi theo ta. Vâng. Vũ Ti biết quy củ trong cung không hỏi nhiều, tay chân nhanh nhẹn dùng vải đặc chế bọc lấy cả bức tranh thêu, còn gắn xi niêm phong vào. Chương 400, Nam Kha Tự. Xưởng thêu này có thái giám và cung nữ chuyên môn trông chừng, vòng ngoài có thị vệ canh gác, lại ngay trong khuôn viên tẩm cung hoàng đế, nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất trong cung, nếu thế mà còn bị lộ thì Đại Tống không còn bí mật gì để nói rồi. Lãnh Nghệ đi trước, dọc đường gặp thái giám cung nữ, ai nấy đều tránh sang bên nhường đường, Lãnh Nghệ gật đầu với bọn họ, vậy là khách khí lắm rồi. Cung đình là nơi coi trọng thứ bậc trên dưới nhất, thứ bậc này đôi khi còn trông vào mức độ coi trọng của hoàng đế với một người, ai chẳng biết giờ Lãnh Nghệ là đại hồng nhân bên cạnh quan gia chứ. Nếu là người khác, sớm không nhìn họ bằng nửa con mắt, đâu như Lãnh Nghệ, ngay cả thái giám cung nữ cấp bậc thấp nhất. Đưa cho y chén trà thôi, y cũng cảm ơn rồi, đối đãi với mọi người hiền hòa, cho nên danh tiếng rất tốt. Thậm chí có một số ít cung nữ còn lén tính kế với nhau, làm sao lấy lòng Lãnh Nghệ, chẳng may lọt vào mắt y, y xin quan gia mang về nhà nạp thiếp, đó mới là chuyện may mắn trong đời. Vũ Ti đi sau lưng Lãnh Nghệ tuy không hỏi han gì, nhưng khi y dừng trước Nam Kha Tự không khỏi nổi lên thắc mắc, vì sao lại tới đây? Nam Kha Tự, gọi là thế nhưng nhìn chẳng có điểm nào giống một ngôi chùa, nó chỉ là tiểu viện được rừng trúc bao quanh, giống nơi ẩn cư trong sơn dã hơn. Lãnh Nghệ bước lên bậc thềm, đưa tay vỗ cửa Nam Kha Tự. Một lúc sau, cửa tự phát ra tiếng cọ sát rất khó nghe, từ từ mở ra, tiểu Nico mặt mũi thanh tú nhưng đôi mắt sắc bén, nhìn Lãnh Nghệ từ trên xuống dưới, ngữ khí bất thiện, muốn gì? Lãnh Nghệ cung kính, thần Lãnh Nghệ là ngự đái của quan gia, muốn khấu kiến Hoa Nhị Quý Phi, ngoài thỉnh an còn muốn xin Quý Phi chỉ giáo thuật đan thanh, không biết Quý Phi có chỉ bảo không? Cái gì mà ngự đái, cái gì mà chỉ giáo, sư tỷ không rảnh. Tiểu Nico đóng sập cửa lại rất dứt khoát, Lãnh Nghệ chắp tay sau lưng đứng khoảng một bữa cơm lại gõ cửa. Tiểu Nico mở cửa, ai ngờ lại là y, tức giận hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lãnh Nghệ mỉm cười, không biết tỷ tỷ đã thông báo cho Hoa Nhị Quý Phi chưa? Nghe Lãnh Nghệ gọi mình là tỷ tỷ, bị một cái tên có khi đủ tuổi làm cha mình gọi tỷ tỷ ngọt xớt. Tiểu Nico mới 11-12 suýt phì cười, may mà nén được, ta nói rồi, sư tỷ ta không gặp khách, dù là quan gia cũng không gặp. Nói rồi sầm một cái đóng cửa lại. Lần này tiểu Nico cố ý đóng rất mạnh, bụi rơi lả tả đầy bả vai Lãnh Nghệ,
nhiều bụi như thế chứng tỏ là rất ít khi mở ra. Lãnh Nghệ vẫn đứng im đó, chẳng phủi bụi. Ở dưới thềm Vũ Ti do dự chốc lát rồi đi lên phủi bụi trên vai y, Lãnh Nghệ quay sang nói một câu cảm ơn làm nàng đỏ mặt. Lại đợi thêm chừng một bữa cơm, Lãnh Nghệ gõ cửa, tiếng gõ cửa rất kiên nhẫn, văn nhã, không gấp gáp chẹo nào. Lần này cửa mở ra trừ tiểu Nico còn có một Nico cao to đen xì như tòa tháp, cao hơn Lãnh Nghệ, một cái đầu, phải cúi xuống nhìn qua khung cửa mới thấy người ngoài. Tiểu Nico thấy y thì tức lắm không hỏi han gì đã chỉ huy người phía sau, quả nhiên vẫn là ngươi, đại ngốc cho y biết tay, để y biết Nam Kha tự chúng ta không dễ chọc. Được, đại Nico được gọi đại ngốc kia mở toang cửa, đưa tay to như cái quạt chụp Lãnh Nghệ, nhưng ả chụp hụt rồi. Vì không thấy Lãnh Nghệ đâu nữa, đại ngốc đang ngạc nhiên nhìn quay thì tiểu Nico la hét, này, ngươi làm gì thế, tự ý xông vào Nam Kha tự, muốn chết à, vừa la hét vừa đuổi theo. Thì ra Lãnh Nghệ nhân lúc cửa vừa mở một cái là chui tọt vào, y chạy rất nhanh, thoáng cái đã vào Đại Hùng Bảo Điện. Thi lễ lớn tiếng nói, quý phi nương nương, thần là Lãnh Nghệ tới bái phỏng, xin nương nương cho gặp. Đứng lại, không đứng lại là người chết chắc. Đại ngốc đuổi tới nơi, lại hùng hổ lao vào chụp Lãnh Nghệ, tuy cao, mỗi bước chân cũng rất xa, nhưng động tác lóng ngóng, không chụp nổi Lãnh Nghệ, la hét om sòm, đại ngốc, không được vô lễ. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến đại ngốc như bị điểm huyệt đứng phắt lại. Hoa Nhị phu nhân mặc tăng bào màu cam rộng, tay cầm tràng hạt từ Phật đường đi ra, nàng để tóc tu hành, vốn dĩ không đụng vào son phấn. Mặt hồng hào như dáng chiều, lông mày cong như lá liễu, tấm lưng ong thấp thoáng hiện ra dưới tăng bào dài sát gót, phong tư thoát tục. Nhìn thấy Lãnh Nghệ, nàng mỉm cười nói, ra là Lãnh đại nhân, ta vốn không biết là ngài, nơi này vốn không đón khách tới thăm, xin mời vào trong nói chuyện. Đa tạ nương nương, có điều thần còn có một tùy tùng, nàng tên Vũ Ti, chính là người giảng giải thuật thêu thùa hôm nguyên tiêu, muốn lãnh giáo nương nương chuyện thêu thùa, không biết được không? Lãnh Nghệ khom người thi lễ, vừa nói tới đó tiểu Nico chạy tới, thở hồng hộc mách, sư tỷ, y. Hoa Nhị phu nhân khẽ nói, Lãnh đại nhân không phải người ngoài. Tiểu Nico há hốc mồm, khi thái tổ còn sư tỷ đã để tóc tu hành rồi, khi đó thái tổ định ra quy củ. Không được sư tỷ cho phép, dù là ai cũng không được vào Nam Kha tự, cả quan gia bây giờ cũng thế. Vậy mà giờ sư tỷ lại bảo một tên thị vệ nho nhỏ không phải người ngoài, thực sự làm nàng không hiểu. Hoa Nhị phu nhân lại nói, còn một người ở ngoài nữa, bảo nàng đợi ở tiểu xương phòng. Lăng Yên, pha trà. Dạ. Lăng Yên nhìn sang Lãnh Nghệ, thấy y cười với mình, tặng cho một cái lườm, Lãnh Nghệ theo Hoa Nhị phu nhân vào trong Phật đường, nơi này bài bố đơn giản, gọn gàng mà sạch sẽ. Chính giữa là bức tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, phía trước là bàn thờ, lư hương, thêm một cái bồ đoàn, một cái mõ rất lớn, chỉ có thế. Hoa Nhị phu nhân lấy thêm một cái bồ đoàn nửa mời Lãnh Nghệ ngồi, nhìn y cười, Lãnh đại nhân, mời nói. Lãnh Nghệ có chút xấu hổ, là thế này, thần đã thành thân 3 năm, thê tử chưa hoài thai, trong nhà gấp lắm rồi, phàm là tự miếu cầu con, thần và nàng đều đi qua. Dâng, hướng cầu khẩn thành kính, nhưng không hiệu quả. Các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.